Hello anh em, nay mình tiến hành lắp ráp Mitsubishi nha anh em, động cơ 6G72 nha anh em. Nay mình đã gửi sạch sẽ hết nha. Này là lá gạt te nè. Và hai phần nắp bilat này mình đã sấy xong hết, mình bắt hết nha anh em. Và bên chân đây, đây là 6 quả bê tông. Miễn. Mình đã làm sạch sẽ hết nha. Xong mình quay sơ cho tiết cho anh em xem một cái nữa rồi tiến hành mình lắp ráp nha anh em. Đây. Đây là miễn nè. Phần bên đây là cốt nha anh em. Còn đây là cái lóc nè. Còn đây đồ nha anh em, đây bộ ron nha anh em. Nắp lắp này thì mình sấy hết trơn hết nha anh em, sấy mình cân chỉnh hết rồi, mình gắt hết ra cho để mình lắp nó cho nhanh á. Rồi tiến hành thì mình bỏ miễn vô phần lóc nha anh em. Mấy miễn nè, bỏ vô lóc. Và tiến hành mình cho nhớt vô rồi tiến hành mình cho cốt vô nha. Rồi còn đây cái bả dê nữa nè. Mình cho nhớt cái nó đặt bả dê luôn cho anh em. Cái ga mình nằm tại 68 đường số 10 khu dân cư Tung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh nha anh em. Số hotline của mình là 0853 116 116 nha anh em. Mình tên Đức luôn nha anh em. Giờ tiến hành mình cho bồ lông nha anh em. Rồi bu lông nha. Mình cho bu lông cho mình siết ép xuống rồi tiến hành mình quay. Nó xong thì quay ok thì mình cho bơm nhớt nha. Này cái bơm nhớt đó nè. Mình bắt bơm nhớt luôn. Ở này cái bài cá sau này một bích sao anh em, mình cũng bắt luôn rồi. Chắc rồi thì mình vô bố xô 6 quả bê tông thì mình quay thử nha. Chân chua lắc ok. Vậy xong phần lóc nha. Quay cơn giác hơi nhẹ nhàng là ok nha anh em. Có bị sượng biết thì mình kiểm tra lại nha. Cái này là cái bơm nước mới nè. Hệ thống bơm nước nha. Ở đây bơm nước cũ nè, hư rồi mình thay bơm nước khác nha anh em. Bơm nước xong thì mình cho nắp hai nắp lát lên thì xong tiến hành mình cho phần vô cam vô thì mình đặt cam nha anh em. Đây dấu đây, ngay dấu đây nha anh em, đây vặn dấu đây. Vô đây. Ăn đây anh em. Đây. Ăn trong đây nha anh em. Đó. Mình cưới nè. Đây động cơ 6G72 nha anh em.
của Mitsubishi Euro nha anh em, xe ngân hàng á. Dây cảm biến trục khuyển nha anh em. Còn dây này mà hư thì cũng mất lửa nha anh em. Rồi xong thì mình bắt sơ chi tiết xung quanh bô viết mặt dưới rồi gì thì là xong nha anh em. Rồi tiến hành mình cẩu cái máy này và vô bàn thờ nha, vô hộp số luôn. Đó, mình quay một vòng cho anh em xem. Rồi mình cẩu cái máy vô cái bàn thờ nha. Bàn thờ này mình hạ nguyên bệ xuống luôn nha anh em, phuộc viết ở trước hạ xuống hết luôn. Bắt cái máy vô đây xong cái mình tiến hành mình đưa hộp số vô luôn nha anh em. Đây cái hộp số đó nè, mình đã rửa sạch sẽ nè. Giờ tiến hành mình cho nó vô luôn. Đó, mình cho hộp số luôn nha anh em. Nguyên con máy khổng lồ luôn. Mấy dòng này thì mình có đụng gì phần máy nha anh em, thì mình nên hạ nguyên bộ công lê nha anh em, hộp số bàn thờ trước của nó luôn. Nguyên hệ bệ máy là hạ xuống luôn, mình làm xong rồi mình đưa lên cho nó kỹ lưỡng nha anh em. Bên đây đang làm mục với đồng mục nha. Bắt xong thì tiến hành mình cho vô máy vô nha. Rồi đó, mình đưa cái động cơ máy nó mình xuống dưới gầm nha. À, tiến hành mình hạ cái máy, hạ cái xe xuống nha, thì cái máy sẽ vô lại, vô cái cho máy lại nha. Đây đút dưới máy nè. Đó, giờ mình hạ cầu xuống là máy nó vô. Ghê không? Khủng lồ luôn nha anh em, cho ba lửa luôn. Rồi xong thì tiến hành mình test nổ thôi nha anh em. Nổ quá im luôn. Im ru rù nha anh em, động cơ đang nổ nha. Anh em nhìn động cơ là biết máy nổ im không im nha anh em. Rồi mình nổ khoảng 2 ngày nha anh em, 2-3 ngày, 2 ngày kiểm tra nước nôi nhớt nhau ok, gửi xe giao nha anh em. Ok.